thằng em. Chiều nhớ ra nhà lớn tập trung nhá. Hôm nay mấy anh em mình đi tập thể hình đấy. Nhớ đấy nhá. Vâng. Mày đi đâu ấy? Dạ. Con đi ăn rồi đi tập bây giờ. Vẫn tập cái thứ vô bổ đấy hả? Chúng mày tập cái đấy, sau này thất nghiệp thì đi ăn trộm mà con. Tao đăng ký cho mày vào trường Hằng Hải rồi ấy. Liệu mình thi cử học hành cẩn thận. Muốn thành người ấy thì chỉ có cái tương lai thôi con ạ. Vâng. Tôi là Hải, 18 tuổi. Và tôi có một vấn đề. Chào hai bạn, hôm nay là sinh nhật của chị chủ. Thế là mỗi khách hàng sẽ được tặng một chiếc bánh. Các bạn chọn bánh nhé. Cái này ngon nhất chưa nhỉ? Hay là cái này? Cái này nhìn cũng hấp dẫn nữa. Ê, em mà chọn tao đi. Tôi chẳng bao giờ dám tự quyết định điều gì cả. Vì tôi rất sợ mình sẽ phải hối tiếc vì lựa chọn của mình. Bạn có tự dưng lao ra đường làm cái trò gì thế, bị điên à? Nhào với lộn thế này về nhà mà chơi, ra đường nghịch thế này chết không mày. Có bị điếc không ấy, chả xin lỗi được một câu, cứ trố mắt ra nhìn là sao? Ui, mình xin lỗi nhá. Cậu làm sao? Bực thế, đang đi đường cả phố điên. Hãm. Anh làm sao ấy? Em gọi anh bao nhiêu cuộc rồi sao anh không nghe? Thôi xin lỗi mà hôm qua là do anh ngủ quên thôi, phải cố tình đâu. Bỏ ra đi. Em, hôm nay tập mệt không? Uống nước đi à? Em cảm ơn. Anh thấy kỹ thuật mày tập tốt đấy. Mà nghe nói vừa tốt nghiệp xong phải không? Định thế nào đây? Ai? Bố mẹ em không muốn em học ở Hà Hải, nhưng mà em sẽ thích lắm. Từ lâu ấy, em đã muốn lên Hà Nội học, và cũng để giúp nhóm mình phát triển bộ môn bắc cua. Nhưng mà em sợ thất bại lắm. Đến lúc đó thì em hối hận chết mất. Tôi thì cứ nghe bố mẹ em cho đỡ phải suy nghĩ anh ạ. Thế mày sống cho mày hay sống cho bố mẹ mày?
Em... Anh nghĩ ấy, dù có thành công hay thất bại thì nó cũng là con đường riêng của em chọn. Thất bại thì mình đứng lên đi tiếp, mà có khó khăn thì thành công nó mới có ý nghĩa chứ. Suy nghĩ kỹ những lời anh nói nhá. Anh đi trước đây. Em anh ạ. Con này rồi đây. Hôm qua mày bảo mày dọn kho, thế đã dọn chưa? Vâng, thế không dọn bây giờ. Soda của bạn đây. Ô, là bạn à? Là bạn à? Ủa, mình quen nhau hả bạn? À, bạn là cái tên điên khủng mà hôm trước đâm tôi ngã đúng không? Vẫn còn đau rồi này. Ơ, à, mà sao tớ đến đây nhiều lần rồi mà trước giờ tớ thấy cậu nhỉ? Tôi mới làm, hôm nay là hôm đầu tiên. Vậy bạn cứ dùng đồ tự nhiên nhá, mình phải làm đây. À, xin lỗi nhưng bạn có thể cho mình biết tên được không? Để em gì? Thôi rồi, tôi tên là My. Có việc gì thì bạn cứ gọi tôi nhá. Tập mệt không em? Từ từ. Có phải anh định đưa chai nước cho em đúng không? Sao mày biết? Mày đi quay bói rồi em ạ. Ui, đau đi.
Ôi, cảm ơn cậu nhiều nhá. May thế. Bạn có bị đau lắm không? Cũng may là chiếc cốc không bị vỡ. Cảm ơn bạn lần nữa nhá. Mình phải xuống nhà đây. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Xe cậu bị hỏng à? Ông Hải à? Tớ chẳng biết nữa. Xe tớ tự nhiên đang đi lại không đi được nữa. Mà đúng lúc tớ đang cần đi công việc gấp chứ. Thế làm nào nữa? Vậy thì cậu để xe ở đây đi. Rồi để tớ lại cậu đi cho kịp việc. Thôi đành vậy. Nhầm. Sao lúc nào tớ gặp khó khăn cậu cũng xuất hiện đúng lúc ấy? Ai biết, chắc là có duyên. Cho cô ấy biết. Chuyện này muốn nói với cậu. Ừ, cậu nói đi. Tớ vừa nhận được giấy đón nhận học ở trên Hà Nội. Sáng mai tớ sẽ ra ga, đi chuyến tàu sớm nhất để lên đó. Bố mẹ tớ muốn tớ học ở Hải Phòng. Nhưng mà cậu biết rồi đấy, tớ thì lại muốn học ở Hà Nội nên đã bí mật lên đó đi thi.
Mai tớ đi thì tớ cũng chẳng nói cho ai biết cả. Tớ sợ bố mẹ tớ ra đấy khóc lóc. Tớ cũng không đi được. Vậy sao cậu lại nói tớ biết? Vì ngày mai tớ muốn cậu ra tiễn tớ. Chỉ mình cậu thôi. Vậy nhá, tớ đi về chuẩn bị đồ đây. Mai gặp nhau ở ga. Bye bye. Giúp tao quay về trong 12 tiếng đồng hồ thôi. Mày không thể giúp tao sửa chữa cả cuộc đời này nữa rồi. Alo. Có chuyện rồi. Mày đi phòng ngay đi. Vâng. Có chuyện gì thế hả anh? Em vừa lên phòng đi tập thì có một nhóm người chạy ra đuổi em đi. Em không đi thì họ đánh em ra lôi đống này đấy. Ây, đau thật đấy. Sao lại có chuyện này? Đây rõ ràng là phòng tập của mình mà. Ai có quyền làm như vậy? Ta có quyền đấy. Xin lỗi nha, mấy thằng đệ tao hơi mạnh tay. Nhưng biết sao được, chỉ trách chúng mày không nghe lời bọn tao trước thôi. Chúng mày có quyền mẹ gì mà làm này? Quyền gì á? Quyền tao hơi to đấy. Ở đây bác tao là giám đốc, ổng cho tao làm quản lý. Và tất nhiên, việc chúng mày xuất hiện ở đây ảnh hưởng đến kế hoạch của tao. Cho nên ấy, tao muốn chúng mày cút xéo. Bọn tao tập ở đây có hợp đồng đàng hoàng nhá. Bọn mày không phải muốn làm gì làm được đâu. Vứt mẹ hợp đồng của chúng mày đi. Tao muốn là tao làm. Còn nếu như chúng mày nhất định cứng đầu như vậy ấy, thì tao chỉ còn giết một cách mà thôi.
Alo luôn anh em. Ê thằng em, chiều nhớ ra nhà lớn tập trung nhá. Hôm nay mấy anh em mình đi tập thể hình đấy. Nhớ đấy nhá. Sao thời gian lại bị quay ngược về lâu như vậy được? Mà chiếc đồng hồ đã bị vỡ rồi cơ mà. Tao đăng ký cho mày vào trường Hằng Hải rồi ấy. Liệu mày thi cử học hành cẩn thận. Muốn thành người ấy thì chỉ có cái tương lai thôi con ạ. Bố, con chưa muốn nói bố. Mong bố đừng giận. Chuyện gì? Giờ con đã lớn rồi, con muốn tự quyết định cuộc sống và tương lai của mình. Và con sẽ không bao giờ hối tiếc về điều đó. Con mong là bố sẽ tôn trọng quyết định của con. Đó mới là con trai của tao. Con cảm ơn ạ. À, còn một chuyện nữa con muốn nhờ bố giúp. Cứ nói đi. Phòng tập của bọn con ở trên Trại Sắt, mấy năm nữa mới đạt hợp đồng. Nhưng sắp tới ba giám đốc cho cháu bác ấy làm quản lý. Và anh ta muốn đuổi bọn con đi. Bố xem thế nào, có cách giúp bọn con không ạ? Chuyện vặt. Bố mày giúp bác ấy quá nhiều rồi. Kiểu gì cũng phải nể mặt tao thôi. Yên tâm đi con trai. Thì may quá. Con cảm ơn bố ạ. Thôi, con phải đi đây. Amalai, chiều về dọn kho. Nhớ đừng có động tới cái đồng hồ của Quýt. Bố để trong cái hộp gỗ ấy nhá. Vâng. Mình không muốn phải hối tiếc một lần nào nữa. Trời ơi thằng điên, mày ở đâu chui ra cướp mất nụ hôn đầu của bà? Bà cho mày chết. Ê, nó không. Cho phép.